Thái Ưng, bình luận viên của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và mình đã gắn bó được với PBA trong 5 năm. Một biên tập viên, bình luận viên của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, là đối với người hâm mộ bóng rổ ở Việt Nam thì trước khi có sự xuất hiện của VBA thì chúng ta thường biết nhiều đến thông qua ABL, là nơi mà Sài Gòn Heat là câu lạc bộ đã thi đấu trong khoảng 4-5 năm. Tuy nhiên cái sức hút và sức lan tỏa của nó vẫn còn khá là gói gọn ở trong một cộng đồng chơi bóng rổ thôi. Nhưng mà từ khi có VBA, khi mà có thêm nhiều câu lạc bộ đến từ nhiều vùng miền trên khắp cả nước thì không chỉ truyền tải, không chỉ gửi gắm đến người xem những trận đấu bóng rổ đơn thuần, mà còn là nơi mà cho chúng ta nhìn thấy được một bầu không khí giải trí thật sự, một sự kiện mang nhiều nét văn hóa, mang nhiều tính thể thao, để tất cả chúng ta ở mọi lứa tuổi, mọi giới tính đều có thể hòa mình vào trong không khí của trận đấu đó. Và thực sự là nếu như nói về cái sự khác biệt rõ ràng nhất của VBA thì chính là chất lượng và đẳng cấp của các cầu thủ bóng rổ Việt Nam đã được gia tăng đáng kể. Và điển hình minh chứng cụ thể nhất chính là những chiếc huy chương đồng lịch sử của đội tuyển bóng rổ Việt Nam tại SEA Games 30 vừa qua ở Philippines. Một điểm 10 mình sẽ dành cho tất cả những bạn đã cùng tham gia vào ekip sản xuất của VBA, từ công tác điều hành, công tác tổ chức chuyên môn đến công tác sản xuất truyền hình, công tác truyền thông. Tất cả mình nghĩ đều đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Chúng ta cũng thấy rằng là rất hiếm khi một giải đấu thể thao ở Việt Nam mà thu hút được lượng khán giả đến sân đông như vậy, bán được vé, và thậm chí là cũng năm nay cũng đã bán được bản quyền truyền hình. Thì mình nghĩ đó là một cái điều không tưởng đối với một giải đấu thể thao. Và mỗi khi rõ ràng đến với một trận bóng rổ của VBA thì đó là một ngày hội thực sự. Như mình đã chia sẻ, nó không còn chỉ là một cái trận đấu thể thao đơn thuần nữa, mà đó là nơi mà chúng ta có thể cảm nhận được rất nhiều những cái giá trị và gắn kết với nhau nhiều hơn. Và mình nghĩ rằng là đó chính là cái công sức rất lớn mà từng thành viên trong ekip sản xuất đã làm được, và họ xứng đáng nhận được những lời khen và cả những tình cảm từ người hâm mộ. Tiềm năng phát triển bóng rổ Việt Nam trong tương lai thì mình cũng đã chia sẻ là nếu như VBA được duy trì thì mình tin chắc rằng là cái số lượng đội nó sẽ còn gia tăng hơn nữa.